Ở video hôm nay mình Vyrax sẽ giới thiệu với các bạn một thứ có thể làm Lord Food sập bất cứ lúc nào. Đây chính là một trái quỷ mới sẽ được thêm vào game. Các bạn thắc mắc tại sao nó giống như trái Kitsune vậy đó. Một trái quỷ được các bạn bình chọn và đương nhiên bây giờ đang xuất hiện trong game. Bởi vì đã chiến thắng cuộc bình chọn giữa Celestial với lại trái Kitsune. Và đương nhiên thì cuộc bình chọn đã kết thúc rồi. Nên tỷ lệ mà trái Celestial được xuất hiện update sau cũng khá là thấp ha. Dạ, và đương nhiên trái quỷ mới mà mình nói sẽ xuất hiện ở trong video này. Còn bây giờ thì let's go. Và trước khi chúng ta nói về trái quỷ mới đó thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về trái Dragon Rework. Bởi như các bạn biết đó, video update trước của mình đã bị xóa bởi vì mình không chịu mất ban với đất. Liên quan gì tới em nữa? Mọi người kêu anh mất ban em hơi nhiều đó. Như các bạn biết thì update Dragon chính là update lớn nhất từ trước tới giờ. Tuy nhiên thì việc đợi cũng khá lâu ha. Và đây chính là một cái pha mà gọi là Esclip nhật thực. Nhưng mà các bạn tưởng đây chính là nhật thực thiệt hả? Thật ra là không, đó chính là chiêu trái Dragon. Bởi vì dưới đây nó có một cái icon gì đó của trái quỷ mà mình cảm thấy khá là giống với trái rồng. Và với một cái chiêu phải gọi là bự ngang với cái hòn đảo C1 như thế này, mình cảm thấy cái việc đợi cũng khá là xứng đáng ha. Nhưng mà mấy bạn nào máy yếu thì thôi nhé. Pha này máy yếu chắc mình nghĩ nổ máy không chơi được thiệt luôn á các bạn ơi. Và như các bạn thấy đây, tất cả mọi chiêu của trái Dragon đều có cái hiệu ứng phải gọi là cực kỳ bùng nổ luôn. Và với bộ não 200 IQ của mình thì đây, bạn thấy gì chưa, cái thanh nộ này bây giờ nó sẽ có tầm khoảng 3 ống giống như là Kitsune. Nên mình nghĩ đến sau thì trái Dragon này sẽ biến hình khá là khó ha. Mà anh đi với có chữ Darren hết kìa. Ồ, trái tim rồng. Trái tim buồn vì thương nhớ. Nhưng mà em thấy ở đây không, đó chính là tất cả những chiêu mới của trái Dragon luôn nè. Nó đổi tên khá là nhiều luôn á. Ồ, vậy là con rồng ở phiên bản sao, mình nghĩ thật sự đáng để đợi nha các bạn. Ê, battery free luôn hả? Không battery nè. Đẹp thôi, nhìn bên kia kìa, level mới có 1000 mà sở hữu trái rồng reward rồi. Ôi, ước gì mình là anh ấy. Và tiếp theo đó chính là một chiêu của trái Dragon nữa mà mình cảm thấy khá là giống trái Flame. Nếu như không có ai cần hình con rồng trên đây thì mình nghĩ là trái Flame luôn các bạn. Nè, xem nè nha. Yes sir, Hellcore. Giống không? Y chang luôn á. Nó có lửa ở dưới nữa. Nhưng mà cái kia chỉ là đẹp hơn tí thôi. Nhưng mà anh đang nghi ngờ đây có phải là trái T-Red hay không? Bởi vì em thấy cái đuôi không? Cái đuôi có gạn của trái T-Red mà. Chứ cái chiêu này nhìn nhỏ quá, không giống chiêu của trái Dragon lắm. Chiêu đó là mình thấy toàn là mấy chiêu kiểu bự giống nửa cái map à. Đúng rồi, chiêu này nhìn nó hơi mini hết các bạn. Dạ, và đây sẽ là chiêu C của trái Dragon với một cái tương đứng khá là các bạn nè. Wow, tương đứng này mình nghĩ Vyrax khá thích đấy các bạn. Update sau ai xài trái Dragon sẽ bị Vyrax mút ban nha. Và nói chung ở update sau thì mình nghĩ là toàn bộ map sẽ bị thiêu đốt bởi trái Dragon. Bởi vì các bạn xem nè, một chiêu của nó thôi mà nguyên hòn đảo ngập tràn trong biển lửa luôn. Ồ, em biết gì không? Vậy là em chỉ cần có thể đứng yên một chỗ xài chiêu là farm nguyên hòn đảo luôn rồi. Farm được tới tận 43 kinh nghiệm luôn nè. Nhưng mà chưa hết đâu, anh nghĩ tấm hình em chưa từng thấy đúng không? Wow, cái đó là cái bàn tay của con rồng á hả? Cái này không biết là cái bàn tay của con gì nữa. Em chắc chắn luôn đây không phải là trái rồng mình sẽ được sở hữu đây, có thể là chỉ là một con boss thôi. Bởi vì các bạn biết sao không? Nếu như chúng ta zoom vào cái bức ảnh này thì phía sau nó chính là cái hòn đảo mà đã từng xuất hiện trên trailer. Nè các bạn thấy không? Hòn đảo xuất hiện trong bức hình đó chính là cái hòn đảo núi lửa. Đó, các bạn thấy núi lửa quen không? Và cái hòn đảo này thì như admin nói đó chính là để lấy cái xương khủng long. Nên là cái tai này mình đang phân vân giữa cái hướng là nó sẽ là cái tai của con boss hơn là cái tai của con Dragon á. Tại nó bự hơn con T-Rex nhiều quá. Nè các bạn xem nè nha, con T-Rex bình thường nó đã cao hơn mình các khoảng là mấy lần rồi đó. Vậy mà cái tai kia nó cầm con T-Rex kiểu mini nhỏ xíu đồ chơi á. Bởi vì theo mình nghĩ cái tai đó chắc là của con boss các bạn ơi, chứ không phải... Ủa gì vậy? What the fuck. Ê, cái này nhìn bộ what the fuck. Thì quay lại vấn đề chính, cái tay đó mình nghĩ không phải là của trái Dragon mới nha, mà sẽ là của con boss trên cái hòn đảo lava đó. Và nếu đúng như vậy thì update sau chúng ta có thể biến một món đồ chơi khá thú vị rồi đúng không? Kiểu biển boss cầm lên đập đùng. Trời, anh thích video em hả? Và đến với những cái map mới sẽ được rework trong Lord Food. Đầu tiên chúng ta sẽ có cái đảo Tân Thủ. À nhầm, cái đảo của con boss ghê chứ. Và hòn đảo ở giữa cùng với đảo lava. Mình nghĩ là vậy bởi vì mình thấy có cái núi lava chảy xuống dưới đây nè. Và tiếp theo đó chính là hòn đảo lửa băng. Một cái thay đổi khá là lớn luôn, bởi vì nó sẽ có mấy cái trụ cầu phía trên nữa. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với những cây súng chuẩn bị được làm lại trong Lord Fruit. Như các bạn thấy hiện tại thì mấy cây cung đồ thấy khá là lõ đúng không nè. Thậm chí cái đường đạn nó bay còn không theo được con nhân vật mình nữa. Đi một đoạn nó bắn. Và mỗi lần mình bắn thì cái tiếng nó sẽ... Đúng rồi đó, không hay xíu nào cả. Và đây sẽ là cái cung của Bo Hancock mới khi được làm lại update sau. Đấy các bạn thấy gì chưa, một cái animation cực kỳ mượt. Và thậm chí là mấy cái đầu con rắn nhìn cũng khá là ngầu nữa. Chứ không phải đứng yên như cái này ha, nhìn lõ vãi trưởng. Hiện tại thì chúng ta chỉ có thể gọi là di chuyển cái tay thế này thôi. Nhưng mà kệ đi, update sau chúng ta sẽ thay đổi tất cả. Và tiếp theo đó chính là update sau chúng ta sẽ thay đổi tất cả cơ chế trade luôn. Thay vì chỉ có thể trade trái quỷ như hiện tại thì update sau chúng ta có thể trao đổi Belly cũng như là Fragment kèm theo với item trong game.
game nữa. Thì như các bạn vừa nghe admin nói đó, sau update này chúng ta có thể trade những cái item. Theo mình nghĩ mấy cái item nó sẽ là trái tim level thành nè, vảy của level thành. Nếu vậy thì ở những update sau chúng ta có thể đi săn level thành nhiều hơn ha, bởi vì chúng ta có thể trade được trái quỷ từ đó mà. Hoặc nếu như hay hơn nữa thì chúng ta có thể trao đổi những cái vật phẩm như là áo choàng gâu đen. Mình đùa thôi này, không phải, nhưng mà ý mình là mấy cái áo choàng hiếm hiếm như là áo choàng gâu đen hoặc là mấy cái áo choàng sự kiện rồi đó. Nếu như các bạn muốn sưu tầm mà những cái sự kiện đó các bạn không có chơi được thì chúng ta có thể trao đổi chẳng hạn, đúng không? Và nếu như được thì mình mong là mình sẽ update cái gọi là code tăng nhân phẩm, hiểu không? Thí dụ như sẹt e Kitsune và chúng ta sẽ chạy random như thế này. Ôi dạ, ôi what the fuck, em random ra được môn chi hả? What the hell, anh nhập code mà em được may mắn nè. Phải không, ngờ mới đắt nó hơn nhưng các bạn ơi, to nha. Cho anh đi. Phải ích kỷ rồi. Nếu như các bạn muốn random hơn như thế này thì các bạn sẽ cần làm ngay một con ngày full gear siêu rẻ. Và đây rồi, đến với phần chính của chúng ta, đó chính là những update mới mà mình vừa đăng lên. Thì đây chính là Haki mới, các bạn xem nè. What the fuck, nhìn clean vãi. Thậm chí đến cách cầm súng phải gọi là sang chảnh vãi chưởng, đúng không? Ê mà nó giống cái mìa nhìn bắn súng nổi tiếng mấy hôm nay biết không? Úi, em coi dưới đây nè Phố. Đó, nó có chữ T là Haki nè, đúng không? À nhầm, T là bậc tộc. Vậy là bây giờ chúng ta có thể showroom mà không cần phải canh nó luôn nha. Nó sẽ có thời gian hồi chiêu cái showroom luôn. Wow, tính ra tiện chứ. Ấy, và đây là map mới đúng không? Cái này là gì vậy? Boss Town hả? Quay chuẩn luôn, mấy con quái Boss Town chứ đâu nữa. Ồ, vậy là trong video này mình list ra luôn cái đảo mới nè. Con quái hiện tại so với bức tường có vẻ khá là lùn đúng không? Còn bức tường hiện tại mình nghĩ chắc cao hơn quái tí thôi chứ cái map kia là hơi bự á. Quay quát con là phốt. Quá trời, trời. Nhân vật chính anime Goku, Son Goku. Ôi các bạn ơi, ở update sau mình có thể ảo anime được rồi. Các bạn xem hai cái quan sát hiện tại nè, bắn thử ơi. Kìa, nhìn phèn chưa. Ê mà thứ anh để trong video này em biết đó là gì không? Cây súng đâu có thể bắn liên thanh gì vậy? Đúng rồi ha. Không lẽ update sau nó sẽ ra 6 nòng hả? Rồi vậy là meta update sau không còn là chát quỷ nữa các bạn ơi. Mà ở update sau chúng ta sẽ sử dụng 6 nòng để quýnh nhau. Và phần mà các bạn mong đợi nhất đang ở đây, đó chính là chát quỷ mới. Như các bạn nhớ hồi đầu mình cho các bạn xem cái cuộc bình chọn chát Kitsune Selector đúng không? Và hai chát quỷ đó cũng đều do bạn Thiên Bảo Khang là người Việt Nam sáng tạo ra luôn. Còn đây chính là part 2 của cái trận chiến đó ha. Đó chính là hai chát quỷ mới. Chúng ta có thể thấy được đó chính là trái Red One đã chiến thắng với tỷ lệ là 59%. Nhìn đồ quả của hai trái này thì mình nghĩ là trái nào cũng xứng đáng được thêm vào Lock Food hết, nhưng mà trái Red One đã chiến thắng rồi, trái xúc tu các bạn. Thì đó chính là tất cả thông tin về update mới trong video hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy hữu ích và muốn múc ban với đắt thì nhớ để lại cho mình một like và đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye.